Sáng nay, hội thảo quốc tế chủ đề khoa học dữ liệu trong kinh doanh tài chính và công nghiệp DSBFI năm 2023 do Trường Đại học Đông Á và Hiệp hội Khoa học và ứng dụng quốc tế phối hợp tổ chức chính thức khai mạc. Hội thảo diễn ra theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến ở các điểm cầu Việt Nam và quốc tế. Liên tục trong 2 ngày, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 1, hội thảo được chia thành 7 phiên làm việc với 35 báo cáo chuyên đề được trình bày bởi hơn 50 chuyên gia quốc tế đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, xoay quanh những vấn đề mô hình hóa và dự đoán những ứng dụng, học máy và các ứng dụng, mô hình dự đoán và tối ưu hóa, phương pháp và mô hình định lượng trong khoa học dữ liệu, lựa chọn tính năng và phân tích dữ liệu lớn, mô hình hóa và ứng dụng trong tài chính công nghiệp, giảm sát hiệu suất trong kinh doanh và công nghiệp, đây là diễn đàn thường niên về nghiên cứu ứng dụng giáo dục và quản lý trong các lĩnh vực kinh doanh tài chính và công nghiệp đồng thời là không gian để các chuyên gia thiết lập hợp tác phát triển về cách sử dụng dữ liệu và chuyển giao công nghệ có tính ứng dụng cao trong các lĩnh vực nghiên cứu